Trời đất ơi, cô ấy còn cũng xong rồi nè. Hello. Lại à, lại à. Kỳ thích hơi không ạ? Chị sẽ vẽ Wixi nha. Wixi á ta? Wixi là cái bóp bóp đó hả? Bóp bóp hả? Dạ đúng rồi. Mấy cái mà bóp bóp của me hồng me đó mọi người. Ok luôn. À không biết mấy cái bóp đó có đẹp không? À, không biết tại vì này là quên chung mình. Bất kể đi, nói chung á là mình cự trước khi vào clip thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của hai bạn nha. Đó và đừng có quên là các bạn trên Facebook Nguyễn Tiểu Linh. Đó, các bạn đây là Nguyễn Phạm Tử Vi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô liền luôn để xem là những cái Wixi của anh Tấn mua như thế nào. Đúng rồi đó. A few moments later. Dạ, món đầu tiên em sẽ cho hai chị vẽ đó là con chuột. Cái gì? Cái này con chuột đó hả? Ở đâu còn con chuột? Ủa, này giống như cái con gấu hay con thỏ gì đó. Ờ, nó ngồi trong cái cây kem. Ờ, cây kem. À, mình gửi cho mấy bà coi. Đó, đây, đây, đây. Trời, hàng mới hay gì? Trời ơi, vừa mới mua luôn. À, vừa mới mua xịn sò luôn. Cái này là gọi là một cái bà mà gấu kem hay gì đó. Trên đầu bà có dính sô-cô-la nữa, mình giống như cái tóc á. Dễ thương mọi người. Trời ơi, gấu kem, gấu kem. Ê, nhưng mà nhìn thấy giống bà là chú cái đồ của bé. Nhìn kiểu như là nó có một cái gì ta, kinh khí cầu. Kinh khí cầu, bye 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 mọi người. Dễ thương, trời ơi. Trời ơi, hôm nay là mình có một cái hộp mới mọi người có để ý là hôm nay là mình đầu tư thêm một cái hộp rất là vui việc thôi không bé. Rồi, ok luôn, thì hôm nay là Linh và Vi nói chung là màu thì cũng nhiêu đây thôi mà tại vì mình bỏ vô đây làm màu. Nhưng mà cái này mới. Mới cái hộp đầu tư, mới đầu tư. Mới cái hộp. Đẹp không, đẹp không mọi người, đẹp không? Đẹp và comment phía dưới liền luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vẽ thử cái này. Rồi, thì cách thức vẽ cũng khá là đơn giản. Như mấy tập trước là ai mà dễ đẹp hơn thì sẽ nhận được cái món đồ này luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình vô cho mọi người. Thì cái bé này là mặc dù là màu da đó nhưng mà mình không thể dễ màu da được. Bởi vậy cho xin cây màu đen đi bé ơi. Cây màu đen đó bé. Thử lấy đi. Sao quá, lấy cái gì mà lấy dùm đi. Làm vô riêng hay gì á. Chứ bây giờ bà muốn để quyển hộp đây che mặt bà không? Không. À, không, mình lấy dùm. À, cảm ơn. Mọi người, vậy này là giờ bà sẽ phát họa bằng màu đen. Màu đen là sai rồi. Bởi vậy hả, chứ bà lấy màu nâu. Cái đầu nó màu nâu à, mà lấy cái màu nâu đó. Nào. Ờ, chứ mà mình suy nghĩ kiểu là mình là chọn lựa. Chọn lựa. Thôi, cứ màu đen dưới này bé, lại xin mình đồ màu nâu đó ha. À, ok. Linh và Vy sẽ quyết định là dễ giấy dọc. Dễ giấy dọc. Dễ giấy dọc. Đây, bây giờ mình sẽ phát họa cái trò trước. Sau đó tới hai cái lỗ tai. Hai lỗ tai. Nhìn giống con cún quá vậy. Cún lai thỏ. Dễ thương quá ha. Cái bé này hình như cũng đang hot lắm bà Linh. Cái bé mà màu xanh xanh dương á, mà cái mặt mà gấu gấu dễ thương giống vậy nè. Ồ. À, vậy là mình sẽ vẽ tới cái mặt tròn của bả. Đây. Đây. Trời ghê, vẽ điệu ghê. Ghê. Trời ơi, hôm nay không cho ai nhập. Bà tự nhiên cái vẽ đẹp kiểu nhìn mặt cũng này nó hơi bị. Không sao, nhìn là thấy đẹp hơn từ trước tới giờ rồi. Rồi bây giờ là tới Linh phát họa nha chị em. À, không có được ịnh vô đâu bè. Mình gạn mình nhìn nha. Mình gạn mình nhìn sương sương nha bè. Tôi sẽ vẽ cái chậu trước. Cái chậu ủa gì hả? Ừ. À cũng được đó. Đây bây giờ mình sẽ hai cái tên. Trời đất ơi, xà xỉu. Đây đi vô. Chưa hết là thấy méo nữa. Đó, méo xẹo. Ừ. Vẽ thành cái cầu đi bé ơi. Bé ơi. Này tự nhiên cái mình lấy được luôn á bé. Tại nãy mình kiểu là mình giả bộ mình làm màu vậy thôi chứ mình thì bắt không có gì đó xong vẽ rồi quên. Rồi tiếp rồi nha. Đó bây giờ mình sẽ vẽ trời đất ơi, rồi dục đi, dục đi. Dục. Rồi. Rồi, nữ quên phim tài trợ cho cái mới. Không nhận đồ Linh với Vi xài xịn ghê. Đây nè. Có không? Rồi, tiếp. Gì mà nói được. Đó, cũng được, cũng ổn. Không hiểu kiểu gì mà nó tới. Ủa sao nhiều sao vậy? Nhiều gì? Thôi kệ, cứ để đi đi để nhìn cho cái bàn nó đẹp đó bé. 2000 years later. Trời ơi, gì mà Linh bây giờ thấy rớt rồi trời. Chết rồi, hôm nay sao tự nhiên bà này có giá đẹp mình dễ xấu gì trời. Tại nói có người nhập bé ơi. Có người kiểu là thần vẽ nhập đó bé. Ở hôm nay mình vẽ mà mình còn không chấp nhận được nữa. Ờ sao hôm nay Linh bị gì ta? Thấy chưa, kêu vẽ cái lỗ tai chứ không chịu vẽ cái chậu méo chậu trước nó méo. Trời luôn. Rồi ok luôn, bây giờ Linh sẽ mở ra nha. 2, 3. Được. Đây là cái ổ mà. Đây là mẫu. Rồi đây là thịt. Ủa gì tính ra hàng thịt. À cũng tầm tầm đó bè. Ít chà.
hơi bự quá. Sao rồi bà Linh bị móp chứ vậy? Bị sai chiến lược, bị sai đường đi. Đúng rồi, tính ra là mình phải vẽ cái con thỏ này trước. Mà bà Linh phải vẽ cái ly trước. Bởi vậy là bà bị móp vô đó mọi người. Đó, này là mình phải kiểu là có chiến thuật từ đầu quá luôn. Quá buồn rồi. Mà nhìn thấy bà bị dễ thương đúng không? Ờ. Nhưng mà Linh cũng đẹp. Nhưng mà kiểu là Linh bị móp cái đầu xíu à. Nhưng mà cái này đẹp nè. Cái ly đẹp, cái ly là giống với lại cái này luôn. Mà bà Vê hơi bị nhiều cái... Cô về như cái lù vậy đó. Ờ đúng rồi, như cái hình à, hình như hơi như cái lù nhưng mà đặc biệt là bé thỏ này cũng khá là ồn áp đến bé thỏ pute chấm đẹp ra chấm đi á thành phim mà ôi là thì chấm một cách công tâm dạ vâng ạ. Dạ vâng thắng dạ thì Linh thắng chị Vi thắng nè. Trời đất ơi, đúng rồi, cái này là mình đã ta coi là từ đầu rồi đó bé. Đó tự không nhận nãy tôi me dữ thật, tự nhiên nãy dễ sai rồi. Không mà của chị Linh vẫn đẹp nha. Vẫn cute nhưng mà nhưng mà nó không giống mẫu là thôi. Dạ. Đúng rồi, nó về vô là mình giống mẫu bản thân mình à. Không sao đâu, Linh là Linh á. Chị bị xu á. Không sao, lỡ mà Vi thắng một vòng, Linh thắng hai vòng sao? Để coi nè. Để coi bây giờ mình sẽ qua tới cái món tiếp theo nha mọi người. Rồi, vô qua phim rồi. 2 hours later. Thông. Dạ đây, tiếp theo em sẽ đưa cho hai chị một cái nhân vật rất là cung tè. Dạ đây. Nói gì vậy, gì cục gì, cái trứng gà hả? Con gà. Ủa bé gà. Ủa này giống vịt hay gà? Cái gà con mà. Ủa vịt hay gà? Vịt hay gà, nó giống cái mỏ giống vậy. Đó, sao mọi người? Con gà, con gà. Friend là bạn đó mọi người, bạn. Có đội một cái nón cối màu cam. Đúng rồi, cái nón màu cam này là nhà bà Vi cũng có luôn. Nói chung là Linh và Vi sẽ thử vẽ cái mẫu này cho mọi người xem. Để thử xem là hai bà ai dễ đẹp hơn ha. Dạ mày, tôi được cắt rồi. Con này dễ lắm. Dễ không? Dễ. Rồi giờ phát họa trước đi bé. Giờ Linh phát họa trước luôn. Coi chưa? Mình coi chắc chưa? Trời ơi, thì rồi bây giờ là chiến thuật của bạn là vẽ nón trước hay vẽ gà trước nè. Chiến thuật. Mình vẽ con gà trước. Vẽ con gà trước. Sai sao? Sai không? Sai sao? Đâu có được. Đâu có được. Nè ha. Bé gà này là khá là ú tròn luôn đó mọi người. Bởi vậy là mình phải vẽ tròn quay luôn. Trời đất ơi, nhìn như cái túi Doraemon vậy mà Linh. Ê! Không, mình nói là được, mình nói là được, mình nói xương xương là được. Đúng rồi, trời ơi, cái này mất cái gì? Rồi! Cái gì? Rồi, trang sáng luôn, trang sáng luôn chị. Cái này là còn một cái cơ hội nữa đó. Đi. Hôm nay Linh bị ung tay. Cái gì vậy trời? Trời ơi, chứng động. Rồi, đừng rung tay nha bé, từ từ nha bé. Rồi, chứng gà. Ủa gì vậy trời? Giống cái lê quá. Ai cũng được, nó cũng ổn đó. Nói chung là mình đừng có méo quá bé ơi. Rồi ok, bây giờ đến về V sẽ phát họa. Chiến thuật của V là vậy chứ cái nó. Vậy hả? Ờ, chiến thuật của V để thử. Để thử là ngược chiến thuật với Linh coi mình có thể là mình ổn áp hơn không ha. Đầu tiên là sẽ cái cáo có nha mọi người. Đó, mình chờ cái nó vậy trước. Sau đó mình sẽ bóp về đây. Đây, một chiếc nó. Chiếc nó phép thuật hả ta? Chiếc nó phép thuật nhanh vậy? Ghê không? Bây giờ V sẽ vẽ màu vàng của bé bé vịt, có bé gà. Bé gà vịt, bé gà mà cứ nhầm bé vịt hoài. Bé gà vịt. Rồi. Ủa sao vẽ màu đen đi? Thôi, màu vàng với bé vịt à. À nè. Ủa sao cái mặt nó kiểu bị ố nô mà lên. À bây giờ mình sẽ vẽ là giống cái chú mà làm ở trong công trình. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ alo, xong chưa ạ? Chưa. À chờ để tôi mí nữa. Rồi. Cắt điểm chờ điểm gì rồi xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở mẫu ra thử cho mọi người. Okay. Bé gà cu te. Quá cu te luôn á mọi người. Vẽ ra cái chân bạc. Đẹp chưa, đẹp chưa. Wow. Đâu đôi mẫu ra, đôi mẫu ra coi. Dạ đây, mẫu đây nè. Đây là mẫu nha chị em đó. Thì mình sặc sỡ liền đó. Giờ mình bình luận thử coi mình bình luận có tấm nào đẹp nha mọi người. Dạ vâng ạ. Giờ Vi trước đi. Bà Vi trước, bà Vi trước. Vi trước đi. Em thấy tấm này đẹp nhất nè. Gì tấm này đẹp nhất là sai á. Cái mẫu kia xấu rồi, tất nhiên mới đẹp rồi. Ok, dạ rồi. Này cái nó này, cái nó cũng bự với con gà nha. Cái nó hơi sai chị Vi nha. Sao vậy? Đây nè. Cái hoa nằm bên đây chị Vi vẽ giữa bị lệch rồi. Ủa? Ở giữa hả? Không, ở bên mà. Ở bên hả? Ở bên. Ủa vậy hả? Nhìn thẳng đi. Đúng rồi, nó bé vậy thôi. Nói chung là mình cũng sơ sơ lúc đó thôi mà mắt đẹp. Mắt đẹp, mắt là lung linh lấp lánh nè. Mỏ cũng đẹp. Đúng rồi. Mắt đúng nè. Mỏ cũng đẹp. Mỏ đúng nè. Chữ fan nè. Fan đúng luôn nè. Cái chân tay chân đúng luôn. Rồi, được không? Ok. Rồi, chính điểm, chính điểm nè. Chính điểm. Màu hơi nhạt. Dạ ok. Màu hơi nhạt đúng rồi. Mà Linh thì màu đậm đẹp nè. Gì vậy? Con của chị Linh nhìn nó bị méo. Chơi bừa, chơi bừa. Ủa sao dễ chợ các bạn? Hồi nãy bị vẽ lọ tay. Bị bà Linh mới mỹ gì mọi người làm như là thèm đi Đà Lạt lắm hay gì vậy bơi á. Trời đất là trời, đây mọi người đó. Cái nón chính xác mà, cái nón chính xác. Nhưng mà cái nón hơi nhỏ nha bé. Cái nón là hơi bị nhỏ xíu. Nhưng mà cái chân dễ thương nè. Cái chân như là cái giống cái chân gấu gì đó bé. Dễ thương. Chữ friend ở chữ friend. Cái túi đẹp lên. Cái túi đẹp đó. Nổi bật lên. Nói chung là đẹp. Nhưng mà con mắt hơi kỳ. Con mắt nhìn hơi bị hiếp quá.
kèo lại hơi căng nha. Này mấy điểm nè? Này là 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi vậy hả? Vậy mình 9 điểm. Mình 9 điểm là mình thắng. 8 điểm, 8 điểm rưỡi là lớn hơn 9 điểm mà. What? Nó có hai số, vì có một số à. Ủa? Phải không? Ủa gì ta? Ủa gì vậy? Em chém mà lẹ đấy chứ nè. Chém bớt ra, Jimmy thắng à. Gì vậy? Trời ơi, tự nhiên ai kiểu là ai nhặt nó mận nhưng mới kiểu bóp ké. Quá đã luôn, được có hai con luôn nè. Nhưng mà con bé seller cuối nha. Dạ đây. Chắc là để coi. Best seller hôm nay sẽ là tăng tăng. Ủa gì vậy chị? Không thấy gì vậy? Dạ ba, mở bọc ra chị ạ. À, dạ dạ. Cô gái. Trời ơi, best seller đẹp rồi nhưng mà cũng khó dễ lắm nha. Nè bà coi nè, cô bé tóc hồng. Cô bé tóc hồng. Trời. Ủa thì giống đẹp quá. Ủa. Trời, vậy là cái này của tôi rồi đó. Cái này. Hên xui hả mẹ? Trời. Cái này hơi khó dễ nè, cái này là trên đây cũng là phải có mắt mũi miệng, dưới đây cũng phải có bé gấu mắt mũi miệng. Không? Đổi cái nón nấu ăn nè, cái này là cái bánh kiểu cái bánh cút khe vậy. Trời ơi, xong cái bánh con gấu nè, mặc đồ nấu nướng nè. Trời ơi, cũng thơm một bánh nữa. Trời, sức lắm. Xịn sò quá. Không, cô bé tóc hồng này đảm bảo là của V luôn đó chị em. Bởi vì không có gì hết kịp. Chống mắt lên coi, món là món cuối cùng mà tôi phải được. Chứ ủa nãy giờ tính ra bà thắng đâu mà. Dạ. Nãy giờ nhường thôi. Nhưng mà lỡ có tập nào mình thắng hết 3 vòng cũng được vậy bé. Không, nãy giờ là mình nhường thôi chứ mọi người biết mình dễ đẹp mà. Này thì hồi nãy giờ dây dọc thì bây giờ mình dẫn dây dọc để mình về. Hi, cô bé này quá là cô tè luôn. Cái gì vậy? Không được, anh không được cái chuyện. Ở nhà mình cứ mình kiểu mình ra đo thì được, mình ra đo cái mustang đó tôi nè. Rồi, đồ rung tay nha. Cái này là chắc là V phải phát họa cái tóc trước đây. Trời ơi, cái tóc. Gì vậy Linh? Từ từ để tôi dễ trước cái này. Rồi, dễ trước phát họa từ từ nè. Cái chừng rung bàn nha bé. Đúng rồi. Tròn. Ok. Tạm được. Rồi tiếp theo mình sẽ tới cái phần mà có hai cái cục nữa. Hai cục mình sẽ vẽ bên đây nè. Giống như cái đuôi tóc á. Kiểu là nó bẹp ra đó. Rồi mình cũng phải vẽ họa một cái đầu bự là bự. Đó. Giờ mới vẽ được. Rồi bây giờ mình sẽ đây. Đây là cái bát. Rồi. Rồi mình sẽ vẽ nó cho máy gố. Cái máy gố này nhìn nó hài quá vậy trời. Đó. Thôi mình phải vẽ xong cái đầu đi, mình muốn làm thì mình làm chứ con mắt là rất là tròn đúng không? Đúng vậy. Vẽ chậm thôi là ra chứ gì. Bình tĩnh nha, đừng vẽ Annabella nha bé. Đừng vẽ Annabella. Nhìn kỹ là Linh ra tay rồi nè. Linh là nãy giờ Linh nhường thôi đó mọi người. Bây giờ là Linh thật sự là ra tay nha. A few moments later. Rồi, xuống. Vô. Nè, vô nè. Ủa sao tự tin quá vậy? Chứ sao? Vậy là lần này chắc là Linh vẽ đẹp đó mọi người. Chứ. Còn V thì cũng vẽ ổn đó mọi người. Rồi, ok, mình mở thử nha. 1, 2, 3, vô. Wow. Đẹp chưa? Hai cái mẫu là quá xịn xò đó. Ủa, cái gì nè, sao vậy? Bà này sẽ giống mặc áo dài ghê trời. Ủa chưa mà cái quần có áo dài á. Ủa chứ cái này là mặc đầm hả? Cái đầm á, cái đầm á. Cái đầm rồi. Trời. Nhìn dễ lộ mà tưởng nó là cái quần mọi người. Cái này cái vương miện hay gì? Cái vương miện á. Mít ren hay gì? Không phải mít gắn. Cái này là cái kiểu là cái nón nhưng mà nó có hai cái cục. Ủa cái này có 4 cái cục lận mà về vậy có 3 cục gì đó. Trời, thấy chưa? Bởi vì nó không ra luôn. Cái cục mình vẽ 3 cái chết thôi nè. Ờ ha. Ai. Em mà tính ra nhìn mặt cái bé này nó giống như cái con dân whisky game cái con bê chuẩn sổ quýt game quỷ mà say cái bắn bắn như bắn cái đầu đồ đó ghê quá hả. Trời, nó cười gian xảo vậy trời. Nhưng mà đồ cái là Linh giống mẫu nha. Trời, dễ ghê chứ. Linh kiểu là đẹp á mọi người. Kiểu là dễ váy đàng hoàng. Dễ váy chân thon gọn nhỏ nhắn đồ. Quay gặp bánh váy đầu bếp đàng hoàng. Đúng rồi. Cái nón đẹp, cái nón đẹp nữa. Đẹp chưa? Nói chung là ổn thiệt. Dạ đồ đẹp chưa? Tóc là đẹp chưa? Là thắng luôn đây trời. Dạ đúng rồi, chị Linh thắng đó chị. Trời ơi, số liền luôn mọi người. Best seller, cái là bà hốt liền luôn mọi người. Trời ơi, bé này cute lắm thấy chưa? Hai bé này cũng cute luôn. Nói chung là hôm nay mấy cái gusty của anh Tuấn chuẩn bị khá là ổn áp tinh thần nha mọi người. Rất đẹp lắm xinh luôn. Đẹp luôn. Mình có thể là mình hửi hoặc là mình bóp để mình xả stress đồ đó chị em. Rất là vui vẻ mọi người. Rất xui cho Vi là con này nó giống Vi mà Vi không được lấy. Dạ, vậy. Còn của em. Đâu là của em đâu nãy giờ vậy? Hai thì chấm điểm. Đó, của em đẹp không? Đâu vậy? Tuấn Lầy. Dạ đúng rồi. Dễ ha hi dễ em ha hi. Ủa, có lông mi hả bé? Lông mi hơi đậm nha. Có cái lông cái lỗ tai. Lông mi mà nó gắn trên lông mày. Đúng rồi. Nó kỳ quá ta. Rồi lông lỗ tai nữa. Lông lỗ tai nên lỗ tai cũng có lông rồi. Cái lỗ mũi là cái nút nhạc á. Đúng rồi, cái lỗ mũi là cái nút nhạc, cái đồ đi pha son đồ gì đó. Rồi cái này là cái đeo khăn quàng nè bé. Nhưng mà cái người thì hơi ốm. Kiểu này sao đi? Cái đầu bự dày rồi này sao đi? Rồi cái này xuống răng rồi. Không kiểu răng à. Cái đầu chuối cũng đi vậy nè bé. Rồi cái này nhà ai đây nhà ai? Chỗ nó dễ cây nè trời. Dạ em. Cái này là cái cây á. Dạ đúng rồi. Cái cây đó
cây có táo á. Là cây trong truyền thuyết. Nè, cái cây có táo mà trái táo nó dắt lên thẳng cái cây luôn, kiểu là nó bay lên luôn như là không cần là khúc trái đất nữa đó bé. À giống giống kiểu như là mấy cần câu đưa ra mà giống như táo vô vậy đó. Thôi em giữ em xài đi. Nó đẹp quá không có gì tả được thôi. Nói chung là cái trình của em là cao quá, bởi vậy hai chị cũng trình vũ trụ. Đúng rồi, trình vũ trụ. Không biết vũ trụ. Nói chung là em lên trên sao Hỏa em sống rồi cũng được rồi bé ơi. Ok, thì lên đây cũng xin kết thúc clip tại đây luôn mọi người. Tại vì hôm nay mình đã hoàn thành xong ba cái bức vẽ của Xi. Đúng rồi, quá trời là vẽ, quá trời là đất rồi đó chị em đó. Sẽ bán những cái bức vẽ này với giá mấy tỷ một bức nha. Đúng rồi. À, ok luôn mọi người, nên là mọi người nhớ là chờ xem những bức vẽ này, mình nhớ kỹ những bức vẽ theo rồi. Ok. Còn bây giờ Linh dẫn vệ sinh. Bye bye mọi người. Và mọi người đừng quên là like và subscribe để ủng hộ kênh hai bả lên 900.000 subscribe nha mọi người. Và các bạn đừng quên là comment phía dưới những cái ý kiến mà các bạn muốn yêu cầu Linh với Vy làm. Đúng rồi. Bây giờ Linh với Vy xin được ra và làm theo. Hôm nay không có đồ ăn, bởi vậy thôi, khỏi khỏi dọn. Không có đồ chơi, không có đồ chơi. Vậy mình lấy đồ chơi thôi. Mà mình lấy đồ chơi. Đi lấy cho em xin cái hộp búp à. Xin đi, không sao cho. Ủa? Cái này là của tôi. Ờ. Vậy thôi, vậy thôi. Thôi lấy này đi. À trời.